quý vị, là nước sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, giai cấp nông dân mà đại diện là hội nông dân từ trung ương cho đến địa phương có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trước bối cảnh hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội nông dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong bức tranh kinh tế xã hội chung của thành phố, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn. Nhắc đến anh Nguyễn Văn Nhi, thôn Thạch Nhâm Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, người dân ở đây lại nhớ đến một nông dân trẻ cần cù, chịu khó và ham học hỏi để đổi mới sản xuất. Được mệnh danh là vua nấm, sau khi học qua các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cây trồng, con vật nuôi, giữa tháng 8 năm 2015, anh Nhi quyết định xây dựng hợp tác xã nấm Nhân Phước với 8 thành viên. Nhìn thấy nỗ lực vươn lên làm giàu của chàng trai trẻ, Hội nông dân thành phố Đà Nẵng đã vận động hỗ trợ một lò hấp, một máy sấy nấm Linh Chi, một dây chuyền phun sương tự động trị giá hơn 100 triệu đồng, giúp hợp tác xã nấm Nhân Phước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Nhờ chuyển giao công nghệ hiệu quả với sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, năng suất làm nấm của anh ngày càng tăng, thương hiệu và chất lượng được biết đến rộng rãi hơn cho tới ngày nay. Trong cái thời gian qua cũng được sự hỗ trợ của hội nông dân thành phố về cho người nông dân, là về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân nuôi trồng, mà đặc biệt là về mô hình trồng nấm tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và trong đó thì cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã giúp cho các người nông dân là tiếp cận được cái nguồn vay vốn để mà mở rộng cái việc cái cơ sở hạ tầng cũng như là thiết bị máy móc để phục vụ trong việc sản xuất. Tương tự mô hình của hợp tác xã nấm Nhân Phước, kể từ khi Đà Nẵng bước vào nền kinh tế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nông dân thành phố cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từ việc vận động hội viên chuyển đổi sang các mô hình kinh tế kiểu mới phù hợp với xu thế phát triển của đô thị. Hội đã hỗ trợ thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp, giúp đỡ nhiều nông dân có vốn để đầu tư khoa học kỹ thuật, ứng dụng và phát triển sản xuất. Đến hết năm 2021, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt hơn 40 tỷ đồng và đã giải ngân cho 174 dự án với hơn 1.400 hộ vay. Trước cái tình hình đất đai nông nghiệp trên địa bàn thành phố nó ngày càng thu hẹp, mà cái nông nghiệp thuần túy, nông nghiệp truyền thống trước đây á, thì nó cũng không còn phù hợp. Cái định hướng của thành hội nông dân và đến các cấp hội cũng như hội nông dân á, là chuyển dần cái mô hình nông nghiệp sang cái nông nghiệp đô thị, nông nghiệp chất lượng cao. Nhiều cái mô hình chuyển đổi theo cái mô hình nông nghiệp 4.0 hiện nay thì cái tư duy của người nông dân đã có những cái chuyển biến rất rõ nét. Việc hỗ trợ nông dân công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp cũng đã góp phần thiết thực giúp phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Đà Nẵng ngày một chuyển biến tích cực. Tính riêng năm 2021, các cấp hội nông dân thành phố đã vận động hội viên đóng góp 542 triệu đồng, 840 ngày công và hiến hơn 15.700 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Đáng nói hơn, vai trò của hội nông dân cơ sở trong tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể khác ngày càng được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, ủy ban xã sẽ chủ động làm việc với hội nông dân cũng như là có công tác cái kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện về cái nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn mới. Thì trong đó là triển khai nhiều cái công việc, ví dụ như là hướng dẫn cho bà con là cải tạo vườn tược, chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn, cũng như là phối hợp xây dựng từng cái kế hoạch để mà phối hợp với nhau để triển khai trong cho người nông dân có những cái mô hình để mà có cái thu nhập cao hơn so với trước đây. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng đoàn Hội nông dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết một lần nữa khẳng định vai trò của hội, nhất là trong việc tập hợp, vận động nông dân đổi mới, phát triển sản xuất và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đề nghị hội tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ thị 59 của Bộ Chính trị và kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong tình hình mới, đóng góp vào bức tranh kinh tế xã hội chung của thành phố. Bên cạnh những cái nhiệm vụ chung theo chức năng nhiệm vụ của mình á, thì tôi đề nghị các đồng chí chú ý, thứ nhất là tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu và đề xuất của hội đồng, của Đảng đoàn Hội nông dân với thường trực Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, rồi đề ra những cái chính sách để mà phát triển nông nghiệp nông thôn, để xây dựng nông thôn mới, để hỗ trợ nông dân, nhất là những nông dân có hoàn cảnh khó khăn, nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, rồi hàng loạt cái đối tượng xã hội liên quan tới nông dân và nông thôn khác. Thì tôi đề nghị là có 7 cái nhóm trong cái vai trò tham mưu đề xuất của hội nông dân, thì tôi đề nghị các đồng chí quan tâm tập trung để mà tăng cường hơn nữa về tiến độ, về chất lượng, về cái sự xuất hiện của Đảng đoàn Hội nông dân trong cái bầu không khí chính trị chung của thành phố, trong cái sinh hoạt của thường trực của Ban Thường vụ Thành ủy.
Có thể thấy trong suốt thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của giai cấp nông dân. Tại Đà Nẵng, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cùng các chủ trương chính sách ưu đãi phát triển nông nghiệp nông thôn, các cấp hội nông dân đã tận dụng cơ hội đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Những thành tựu đạt được trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua đã thể hiện được vai trò và khát vọng vươn lên của nông dân Đà Nẵng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.